Ông chủ và cô thư ký vừa rời khỏi khách sạn, bước vào nhà hàng dùng bữa tối. Khi gọi món, nhân viên phục vụ khinh thường nói tiêu chuẩn tối thiểu là 10 triệu. Nếu không đủ khả năng thì đừng vào. Cô thư ký tức giận đập bàn và nhảy dựng lên. Ông chủ bình tĩnh kéo cô thư ký lại, hỏi món cà chua xào trứng của các bạn giá bao nhiêu. Nhân viên phục vụ nói 50.000 đồng một phần. Ông chủ cười và nói, được, làm 200 phần cà chua xào trứng, 50 phần vị ngọt, 50 phần vị mặn, 100 phần cuối cùng làm với tỏi, tỏi không cần mùi quá nồng. Nhân viên phục vụ ghi xong liền đi mất. Một lúc sau, quản lý nhà hàng đi tới, cười xuề xòa, xin lỗi và nói, thưa quý khách cứ thoải mái gọi món đi ạ. Bao nhiêu tiền cũng được, không có giới hạn tối thiểu, tối đa gì hết. Công ty của ông chủ không có lợi nhuận tốt. Quản lý muốn thay đổi tiền thưởng cuối năm từ 3 tháng lương xuống 1 tháng nhưng lại sợ nhân viên có ý kiến. Ông chủ công ty mỉm cười, nói, tôi có cách. Ngày hôm sau, tin đồn lan truyền trong công ty nói rằng công ty không có lợi nhuận tốt, một số người sẽ bị sa thải. Tất cả nhân viên đều lo sợ, sợ rằng mình sẽ bị đào thải. 2 ngày sau, tin tức khác được phát ra, ông chủ đưa ra quyết định. Dù công ty có khó khăn đến đâu, cũng không bỏ rơi bất kỳ nhân viên nào, nhưng phần thưởng cuối năm có thể sẽ không có. Do dịch bệnh, mọi người nghe vậy đều yên lòng. Trong tình hình này của công ty, việc giữ được việc làm đã là rất tốt rồi. Kết quả, ngày trước kỳ nghỉ, công ty thông báo tất cả nhân viên cấp trung khẩn trương họp. Lúc này, tất cả nhân viên đều không yên tâm. Không bao lâu quản lý trở về, vui vẻ thông báo một tin tốt. Ông chủ quyết định phát 1 tháng lương thưởng cuối năm ngay lập tức. Tiếng vỗ tay và hoan hô vang lên khắp nơi. Tất cả nhân viên đều khen ngợi ông chủ thật tâm lý. Những người thực sự giỏi giang là người biết chơi trò chơi tâm lý, thành thạo về bản chất con người.